chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người vào bếp cùng với mình nấu một cái món là hoành thánh. Đây, mình đã bỏ nó ra cho nó mềm mềm. Cái này hoành thánh mình trữ đông lạnh đó mọi người. Thì mỗi lần mà mình xài cái mình bỏ ra cho nó tan đá bắt đầu mình xài thôi. Đây là nồi xương của mình, nãy giờ mình hầm cũng được mười mấy phút rồi, mười mấy 20 phút rồi. Đang nấu lửa riu cho nó ra nước ngọt các bạn. Và đây là mình chuẩn bị cho cái phần hoành thánh. Thì đây là thịt bằm, thịt heo bằm, còn cái này thịt bò các bạn. Cái phần màu đậm này là thịt bò, còn cái này thịt heo. Và mình chút xíu nữa mình sẽ xay cái tôm này các bạn. Xay cái tôm này bỏ vào cho nó có cái độ dẻo dẻo dai dai. Về phần rau thì mình kiếm trong tủ lạnh chỉ còn có một cái bắp cải trắng này thôi. Thì chút xíu sau là mình sẽ lấy cái bắp cải trắng này mình bào ra mình làm rau cho cái tô hoành thánh của mình ăn theo kiểu miền Tây á các bạn. Không có chị mình mới hay có cái thói là cứ đi chợ là thấy đồ là cứ mua về xong rồi để cái xài không có hết. Xài không có hết các bạn biết không, nó hư hết trơn à. Đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ soạn ra, mình coi cái nào xài được mình lấy lại, còn cái nào mà nó mềm quá, nó úng quá thì mình bỏ nó luôn. Cay quá các bạn ơi. Bây giờ mình với các bạn hãy đi cắt hành nha. Mình đi cắt hành, mình vô mình làm hủ tiếu. Bạn xem nè, hành của mình cọng nào con nấy to thiệt là to luôn nè. Đã ghê. Cái này là mình đang ươm giống nè các bạn. Đang ươm giống ớt rồi. Bây giờ là mình có hành mình xài qua mùa đông luôn rồi đó các bạn. Đó các bạn thấy cái cọng hành nó to kìa. Mình sẽ cắt mấy cái sợi to trước mình ăn cho mấy cái cọng nhỏ nó vượt lên. Rất là thơm các bạn ơi. Thôi mình nghĩ nhiêu đây đủ rồi. Anh nhìn coi, mình cắt mới có mấy cọng mà nó còn rất là nhiều luôn nè, thấy không? Còn rất là nhiều luôn. Đó. Bên đây, rồi bên đây nữa, rồi còn ở ngoài sân nữa. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ xay tôm nha mọi người, xay tôm trộn. Rồi, bây giờ bắt đầu đổ vô, xay. Xay cho nó rồi bây giờ mình sẽ ướp cái phần này nha mọi người. Mình sẽ bỏ một chút xíu muối vào cho nó có một cái vị mặn khi mà mình ăn nó không có bị lạc đó các bạn. Chứ có nhiều người họ chỉ nêm bột ngọt hoặc là đường trong cái này thôi thì ăn nó sẽ không có đậm đà. Cái bao nhiêu đây mình sẽ sử dụng một muỗng bột ngọt này ha. Đó. Rưới cho nó đều ra. Okay, một muỗng thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng hạt nêm thêm để tăng cái hương vị thơm cho cái món ăn ha. Nửa muỗng, một muỗng hạt nêm. Tại trong đây nó có cái mùi của rau củ, nó làm đặc trưng cái món ăn của mình lên, nó dậy mùi lên. Mình sẽ bỏ tiêu thêm. Đó. Và cuối cùng là mình sẽ bỏ hành vào. Bỏ hành vào. Cái hành thì tùy theo nhiều người họ ăn được thì bỏ nhiều, còn không thì bỏ ít lại. Nhà Minh thì rất thích ăn hành cho nó thơm. Đối với Minh thì hành nhiều nó mới thơm. Các bạn trộn lên nha. Trộn lên. Bây giờ tới cái phần cắt bắp cải nha mọi người. Mình cắt bắp cải mới là mình ngâm nước muối cho nó ra cái chất thuốc. Rồi xong rồi bắt đầu cái chút nữa mình ăn cái mình trụng chung với cái nước lèo đó, mình bỏ vô thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái phần hành ngò, không có ngò, mình chỉ sử dụng hành thôi. Mình sẽ đậy ra đây và để tủ lạnh để cho nó đừng có bị hơi dầu nha mọi người. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị một cái trứng gà để bắt đầu gói bánh. Các bạn xem nè, cái bánh hoành thánh á, khi mà mình bỏ ngăn đá, đông đá luôn nha các bạn. Xong rồi cái mình để ra ngoài mát á, cho nó rã đông từ từ là cái bánh nó vẫn mới, vẫn mềm như mới tinh luôn các bạn. Các bạn xem nè. Đó, bạn có thể để tháng này qua tháng nọ luôn không sao. Bây giờ mình sẽ nêm cái hột, cái nồi súp nha mọi người. Một muỗng rưỡi bột và một muỗng muối với đường phèn. Nước đã sôi rồi các bạn, mình bỏ hoành thánh vô nha. Hoành thánh là chín rồi các bạn. Bây giờ mình vớt ra, mình vớt ra đây. Đó, cho vào thau nước đá như vậy nè các bạn, nó mới không bị quấn lại với nhau, chứ không nó sẽ bị quấn cục lại với nhau các bạn. Xong mình đã hoàn thành một cái tô bánh canh các bạn ơi. Các bạn, không phải là tô này là tô hoành thánh. Đây nè các bạn, hoành thánh là mình luộc, mình để như vậy nè các bạn. Thì khi nào ai ăn á, thì người đó sẽ bỏ vào nồi và nấu lại cho nó nóng. Rồi xong mà mình nêm cho. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn một tô hoành thánh này xong rồi bắt đầu mình chuẩn bị đi học nha mọi người. Nãy giờ sợ trễ. Cái này là trứng hồi nãy mà mình gói hoành thánh nó còn dư lại mình bỏ vô. Quá trời ngọt. Cái nước súp ngọt quá. Hồi nãy mình có lụm mấy miếng nước súp mình bỏ vô đây nè. Ngọt quá các bạn ơi. Bắp cải trắng cái gì nó ngọt lắm các bạn. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng hoành thánh nha. Hồi nãy mình có ăn dụng một miếng rồi. Khi mà mình vừa luộc xong rồi mình đã ăn dụng một miếng rồi. Nó ngọt lắm các bạn. Ở phía bên trong á, nó bọng nước lại á, cái khi các bạn cắn ra cái nó tuôn cái nước mà thịt nó tuôn ra, rất là ngọt. Cái hoành thánh thì nó mềm. Cái hoành thánh này á, mình có thể ăn theo cái kiểu mà mình luộc như vậy nè các bạn. Mình luộc như vậy nè, các bạn có thể để ra một cái dĩa xong các bạn xịt nước tương lên mình ăn. Tại vì á, ở phía trong cái hoành thánh này, cái thịt bằm á, mình đã ướp rồi. Mình đã ướp rồi cho nên nó thấm gia vị hết rồi. Nhiều mình cầm mình ăn, mình cầm miếng hoành thánh mình ăn không nó cũng đã ngọt rồi. Nó ngọt nó vừa miệng luôn. quá trời nóng. Mình vừa ăn mình vừa tót mồ hôi, nó rất tuyệt vời luôn. Cái nước á, mình hầm cái xương này các bạn, mình hầm cả nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ nó ra cái chất ngọt á trong cái thịt đó. Rồi lớp cái hành á, hành mình bỏ vô cho nó ngọt nước nữa. Rồi bây giờ là xí quách. Cái khâu ngon nhất là khâu gặm xí quách. Cái này xí quách mà khi các bạn mà muốn gặm được á thì mình đừng có để lửa lớn, cứ để lửa nhỏ 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 là nó sẽ ra cái chất ngọt trong cái xương, nhưng mà cái thịt nó vẫn còn rất là ngọt. Phía bên trong này các bạn, cái thịt bò mà hồi nãy mình lấy á, đó là thịt bò bốc kinh gì đó, là cái thịt bò để làm cho mì Ý. Cho nên cái vị của nó có cái mùi đặc biệt của cái hương vị mì Ý. Rồi mình có bỏ tôm vô, nó có độ dai dai. Nó có vị dai dai của thịt bò và vị ngọt của tôm, và vị dai của tôm nữa. Xong rồi còn có thịt heo nó trộn lẫn vô đó để cho nó bớt ngán các bạn. Và cho cái miếng bò viên của mình nó không có bị khô á, ăn rất là ngon, ngọt quá. Bao nhiêu cái ngọt nó nằm ở trong cái hoành thánh đó. Cắn một cái nó tuôn cái nước ngọt của thịt ra, quá tuyệt vời. Đang đói nữa các bạn, đang đói nữa mà ăn được cái tô hoành thánh như thế này thì không còn gì để nói. Tóc mồ hôi luôn, các bạn thấy là cái mặt bóng nhờn luôn, bóng luôn. Vô bếp nãy giờ. Quá đã. Cái phần này mỡ, ngán quá. Bỏ. Cái bắp cải các bạn, nhai nó giòn gụm, quá đã. Trời ơi, đổ mồ hôi luôn. Đây là xương hầm các bạn, xí quách. Mình rất thích cạp mấy cái phần thịt mà nó còn ngọt thế này nè. Mà còn nếu như mà các bạn hầm mà thịt mà nó rụt vậy, mà nó còn sơ không á là ăn hết ngon. Còn phần này nó còn cái vị ngọt trong miếng thịt, nó vẫn còn ngọt. Đổ mồ hôi luôn các bạn. Nãy mình lấy 7 viên hoành thánh. Như cái hoành thánh này á, mình làm như thế này á, nãy các bạn cũng đã thấy á, là trước khi mình đem ra đây như vậy á, là mình vớt từ cái nồi nước sôi qua, bắt đầu mình bỏ qua cái thau nước lạnh để cho cái vỏ của nó săn lại, nó không có bị chèm nhẹp. Và thứ hai nữa là mình để như vậy hai cái nó không có bị bết lại với nhau. Các bạn xem nè, nó không có bị cái tình trạng mà quá bết nè các bạn. Gỡ ra đó là nó rất nhẹ nhàng mà nó không có bị bết nhiều. Còn nếu các bạn không có ngâm nước đá, trong nước đá lạnh đó, thì nó sẽ bết lại với nhau mà nó thành một cục bột rất là không có ngon. Các bạn nhìn nè, bời rời ở chân này, các bạn thấy không, bời rời hết không đó. Thì chỉ đơn giản là một miếng hoành thánh, xong rồi một cái cục thịt bằm. Tại vì ở nhà mình có thịt bằm rồi, cái thịt heo nó còn hôm qua mình làm rồi, cái món ăn á thì nó còn lại một chút thịt heo bằm, cho nên mình thấy vậy mình trộn vô luôn cho cái thịt nó ngon hơn. Chứ chỉ cần bạn có một miếng thịt heo, thịt bằm và một miếng tôm là các bạn có thể làm được một nồi hoành thánh như thế này. Hoặc là mình mua thêm một chút củ lẳng heo á, thì giá củ lẳng heo thì chắc cũng không có nhiêu tiền đâu. Thì cái đầu mình lấy hầm mình làm nước ngọt. Hoặc có thể các bạn chỉ cần làm hoành thánh như thế này thôi, các bạn trụng nước sôi, các bạn luộc nước sôi. Rồi khi mà cái hoành thánh các bạn đã luộc chín như thế này, các bạn xịt nước tương lên, các bạn ăn nó vẫn rất là ngon. Không cần phải nước súp luôn các bạn. Tại vì khi mà cái cách mà mình chỉ cho các bạn làm như vậy á, là ở trong cái miếng hoành thánh nó đã vừa miệng rồi, là mình chỉ cần là chấm miếng nước sốt ở phía ngoài thôi, hoặc là làm nước mắm chua ngọt phía ngoài thôi là ăn rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và mong là tất cả mọi người thích video này của mình và thích những cái chia sẻ về cái cuộc sống bên Mỹ cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào. Mong là các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, subscribe và like cho mình ở video này nhé. Đừng quên bấm luôn cái chuông, khi mà bạn đăng ký xong nó sẽ hiện lên cái chuông, các bạn hãy bấm luôn cái chuông. Nếu như mình livestream thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy cái video đó và lên livestream nói chuyện tiếp cùng với mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau.